Bảo Đại đã phản bội chính phủ Hồ Chí Minh như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần nhắc đến lịch sử cách mạng tháng 8 năm 1945, người ta lại nhớ đến sự kiện vua Bảo Đại thoái vị, chấm dứt thời đại quân chủ ở Việt Nam và nhớ đến chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, đã mời ông vua vừa thoái vị làm cố vấn cho chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1946. Thế nhưng, Bảo Đại có một lòng với Đảng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh hay không? Để các bạn hiểu hơn và có tư liệu về thời kỳ này của dân tộc, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Lễ thoái vị của vị vua cuối cùng thời phong kiến. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công. Tại các địa phương trên cả nước, Việt Minh buộc chính quyền đế quốc Việt Nam giao quyền lực cho họ. Trước tình thế đó, theo lời khuyên của quan đại thần Phạm Khắc Hòe, Bảo Đại quyết định thoái vị. Bảo Đại không rõ phải liên lạc với ai ở Hà Nội, nên gửi một điện tín tới Ủy ban Nhân dân Cứu Quốc ở Hà Nội. Đáp ứng lời kêu gọi của Ủy ban, tôi sẵn sàng thoái vị. Trước sự quyết định này của lịch sử quốc gia, đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả mọi quyền lợi để cho sự đoàn kết được thành tựu và yêu cầu đại diện của Ủy ban sớm tới Huế để nhận bàn giao. Ngày 22 tháng 8, được tin Việt Minh đã chiếm chính quyền ở Hà Nội và nhiều nơi khác trong nước, nhà vua vẫn hy vọng có thể giữ được ngôi báu bằng cách giao cho Việt Minh thành lập nội các mới. Bảo Đại ban chiếu mời thủ lĩnh Việt Minh vào Huế để lập nội các. Sáng ngày 23 tháng 8, hai phái viên của Việt Minh là đồng chí Trần Huy Liệu và đồng chí Củ Huy Cận đến cung điện Huế. Theo lời yêu cầu của hai phái viên, chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945, Bảo Đại đã đọc tuyên ngôn thoái vị trước hàng ngàn người tụ họp trước cửa Ngọ Môn và sau đó trao ấn tín và bảo kiếm, quốc bảo của Hoàng Triều cho đồng chí Trần Huy Liệu. Bảo Đại trở thành công dân Vĩnh Thụy. Trong bản tuyên ngôn thoái vị, Bảo Đại tuyên bố thoái vị với lý do chiếu đà tiến dân chủ đang đẩy mạnh ở miền Bắc nước ta. Trẫm e ngại rằng một sự tranh chấp giữa miền Bắc với miền Nam khó tránh được. Nếu trẫm đợi sau cuộc trưng cầu dân ý để quyết định thoái vị, trẫm hiểu rằng nếu có cuộc tranh chấp đó đưa cả nước vào hỗn loạn đau thương lại thuận lợi cho người ngoài lợi dụng. Bảo Đại mong chính phủ mới đối xử ôn hòa với các đảng phái đối lập để họ có thể góp sức kiến thiết quốc gia và để chứng tỏ chính thể mới xây đắp trên sự đoàn kết quốc dân. Bảo Đại có câu nói: trẫm muốn được làm dân một nước tự do hơn làm vua một nước nô lệ. Lễ thoái vị vừa kết thúc, hoàng đế và hoàng hậu họp tất cả những gia nhân, hầu cận, thị vệ, thị nữ để họ thu dọn đồ đạc, giao lại hoàng cung cùng tài sản công của triều đình cho chính quyền cách mạng. Đại bộ phận cho về gia đình quê hương của bản quán. Bảo Đại chỉ giữ lại những đồ dùng cá nhân, quà biếu có thể mang theo. Vua đã thoái vị, triều đình đã không còn, nền quân chủ đã sụp đổ. Tham gia chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chiều ngày 31 tháng 8, Hoàng Thái Hậu từ cung cùng mẹ con bà Nam Phương và gia nhân đã dọn hết đồ đạc tài sản riêng về An Cựu ở trong cung An Định trước đây là nơi nghỉ hè của Hoàng gia. Trong lúc Bảo Đại còn đang hoàn thành việc bàn giao, thì đồng chí Tô Quang Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chuyển đến cho cựu Hoàng một bức điện khẩn. Chính phủ lâm thời mời công dân Vĩnh Thụy ra Hà Nội làm cố vấn tối cao cho chính phủ. Nếu nhận lời, sẽ có những chỉ dẫn cần thiết để ông cố vấn có thể ra Hà Nội sớm nhất. Ký tên Hồ Chí Minh. Bảo Đại đọc đi đọc lại bức điện, mặt tái đi, nghĩ đây có phải là một cuộc đi đày trá hình chăng? Một lần nữa, Vĩnh Thụy lại nhún vai, đưa bàn tay trái lên ngang cổ, lẩm bẩm nói một câu tiếng Pháp. Đã đến cổ rồi, có lên thêm một chút nữa thì cũng chẳng can chi. Ngày 2 tháng 9, 5 giờ sáng, 2 ngày sau lễ thoái vị, công dân Vĩnh Thụy rời Huế ra Hà Nội với chức vụ cố vấn của chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đang chờ. Đoàn gồm 2 xe ô tô. Xe thứ nhất chở Vĩnh Thụy được Bộ trưởng Lao động Lê Văn Hiến tháp tùng. Xe kia chở Hoàng thân Vĩnh Cẩn, phái đoàn đồng chí Trần Huy Liệu sau khi nhận ấn, kiếm đã lên đường ra Hà Nội từ hôm trước. Nhà nước mới chưa có xe, đoàn dùng 2 chiếc xe riêng của cựu Hoàng. Hành trình 600 cây số từ Huế ra Hà Nội đã được thực hiện trên 2 chiếc xe tiện nghi nhất lúc đó là các xe Mercury và Packard. Trên đường ra Bắc, phái đoàn được dân chúng nhiều nơi nghênh đón không phải chỉ nhằm Bộ trưởng Lê Văn Hiến, cựu chính trị Phạm Con Tum mà cả cựu Hoàng Bảo Đại. Sau khi thoái vị, Bảo Đại được chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khoản đãi rất tốt,
chu cấp về tài chính. Ngày 4 tháng 9 năm 1945, Vĩnh Thụy tới Hà Nội. Ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nghênh tiếp cựu Hoàng Bảo Đại tại Bắc Bộ Phủ từ 8 giờ đến 9 giờ. Và ngày 10 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23 SL cử Vĩnh Thụy làm cố vấn tối cao Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam. Ông là một trong 7 thành viên của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Hồ Chí Minh đứng đầu. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, Vĩnh Thụy được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bảo Đại đã phản bội Chính phủ Hồ Chí Minh như thế nào? Ngày 7 tháng 3, ký hiệp định sơ bộ Việt Pháp được một ngày. Vĩnh Thụy luôn luôn ở bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp chính thức đại biểu Pháp Stantoni và đến thăm đáp lễ ông ta. Ngày 8 tháng 3 năm 1946, Hội đồng Chính phủ họp quyết định cử một phái bộ thân thiện đi trùng khánh, đồng thời cũng cử một phái đoàn thân thiện đi Pháp. Ngày 11 tháng 3, Hội đồng Chính phủ lại quyết định cố vấn Vĩnh Thụy dẫn đầu phái đoàn đi trùng khánh. Trong đoàn còn có Nghiêm Kế Tổ, người của Việt Nam Quốc dân Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Công Truyền, đại biểu Việt Minh, Ủy viên tuyên truyền thuộc Ủy ban Nhân dân Bắc Bộ. Hà Phú Hương, đại biểu Đảng Dân chủ Việt Nam trong Việt Minh, Ủy viên tuyên truyền thuộc Ủy ban Nhân dân Trung Bộ. Phái bộ sẽ để lại một đại diện ở lại Trung Hoa làm đại diện thường trú cho phái bộ. Hội đồng Chính phủ còn xác định nhiệm vụ của phái bộ là tỏ rõ cho Chính phủ Trung Hoa là các đảng phái đã đoàn kết rồi. Hỏi Trung Hoa có thể giúp ta được những gì, yêu cầu ta những gì, tỏ cảm tình với Trung Hoa, trao đổi ý kiến, chứ không cam kết gì. Phái bộ còn được phép để lại Trung Hoa một đại diện cho phái bộ. Ngày 16 tháng 3 năm 1946, Vĩnh Thụy được cử tham gia phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang Trùng Khánh để thăm viếng Trung Hoa. Nhưng sau đó, Vĩnh Thụy không trở về nước, mà tách khỏi đoàn để tới Côn Minh, rồi Hương Cảng, Hồng Kông. Cố vấn Vĩnh Thụy nhận lời đi Trùng Khánh, nhưng với tư cách cựu hoàng đi du lịch, chứ không phải lãnh đạo phái đoàn. Vì vậy, Nghiêm Kế Tổ là người của Việt Nam Quốc dân Đảng làm trưởng đoàn. Đúng ngày lên đường, 16 tháng 3 năm 1946, Vĩnh Thụy nói với ông Phạm Khắc Hòe, cựu tổng lý văn phòng của ông. Sau khi tôi lên đường đi Trung Hoa, ông có thể vui lòng đi Huế một lần nữa, mời bà Nam Phương đưa các con ra Hà Nội không? Cụ Hồ cũng đã đồng ý với đề nghị này. Sau này, chính ông Phạm Khắc Hòe còn được Hồ Chủ tịch cử đi Hồng Kông để vận động Bảo Đại trở về. Nhưng sắp đi thì được tin Bảo Đại đã nhận lời về với Pháp nên ông Hòe không đi nữa. Chính phủ kháng chiến Hồ Chí Minh còn phái một nhân viên cao cấp trong chính phủ tên là Hồ Đức Linh mang vàng và ngoại tệ sang cho Vĩnh Thụy và thuyết phục ông về nước, nhưng không thành công. Tại Hồng Kông, Vĩnh Thụy đã tiếp xúc với nhiều giới chính trị, trong đó có người Mỹ. Đại tướng George Marshall, đại diện Hoa Kỳ, đã đem bản giao ước với Vĩnh Thụy về trình Tổng thống Harry Truman. Vĩnh Thụy cũng thường lui tới các sòng bạc và sa nhảy tại Hồng Kông với cái tên Wang Conny Tiên Sinh. Vĩnh Thụy đã nhiều lần khiến các sòng bạc phải kinh ngạc vì những khoản tiền cược rất lớn trong các ván bạc. Dù biết việc này, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tin tưởng Vĩnh Thụy, cho rằng ông ta có lý do riêng nên không chịu về nước. Đầu tháng 12 năm 1946, Chính phủ còn cử bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đem tiền và vàng qua Hồng Kông cho cố vấn Vĩnh Thụy chi tiêu. Đến trước tháng 8 năm 1947, trả lời phỏng vấn của báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngần ngại đáp rằng: "Chúng tôi xa mặt chứ không cách lòng. Chính phủ và nhân dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào sự trung thành của cố vấn Vĩnh Thụy hiện đang ở nước ngoài, nhưng vẫn tiếp tục làm việc cho chính phủ quốc gia mà cố vấn vẫn là thành viên." Thế nhưng, theo cơ quan tình báo Pháp, thì chính Vĩnh Thụy đã yêu cầu họ giúp đỡ sau khi đã tiêu pha sạch tiền bạc khi ở Hồng Kông. Thấy Vĩnh Thụy chịu nhận tiền, các phái viên Pháp tiếp tục hỗ trợ tài chính cho ông. Cứ mỗi tháng, Pháp lại cấp cho 5.000 đô la Hồng Kông. Vĩnh Thụy trở lại cuộc sống xa hoa giàu có. Ông ta mua một tòa nhà rất đẹp theo phong cách kiến trúc Anh, gần bờ biển Stanley Beach, thường hay tiếp khách ở Causeway Bay, cho họ nghỉ tại Hồng Kông Hotel hoặc ở Paramount hay San Francisco. Về sau, khi bán tài sản riêng ở Hồng Kông, Vĩnh Thụy được một khoản tiền đến 1 triệu đồng Đông Dương. Nhân viên tình báo Kossel, người phụ trách cấp tiền, nói với nhà báo Lucien Bodat: "Tôi tin sắp thành công đến nơi vì Bảo Đại rất cần tiền. Đó là một ông vua tầm thường, bị phế truất, không có tiền tiêu, chẳng có hoài bão gì. Ông ta đang trong cảnh gần như khốn cùng. Thực tế đó là một công việc không dễ dàng chút nào. Tôi đã đem đến hàng triệu bạc mà vẫn không đủ. Trở lại với cuộc sống ăn chơi xả láng, Bảo Đại càng bị lôi cuốn." Ít lâu sau, Vĩnh Thụy bèn viết thư về nước xin từ chức cố vấn tối cao trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân nhận xét: Bác Hồ rất tin tưởng cố vấn Vĩnh Thụy, nhưng cố vấn Vĩnh Thụy vốn rất nhu nhược, không vượt qua được sự túng thiếu về tài chính và các cạm bẫy của mật thám Pháp và các thành phần thân Pháp, nên ông ta đã bị đẩy vào cái thế phải trở lại làm bù nhìn cho thực dân Pháp, phản bội lại chính nghĩa của quốc gia, chống lại kháng chiến giải phóng dân tộc, đối đầu với Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ đã cưu mang và tin tưởng ông ta. Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về sự việc này? Hãy để lại ý kiến của quý vị xuống phần bình luận của video. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.